Xin chào anh em ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu anh em con vàng Ai Qua, model là XRH550MD. Con này thì hàng bãi giờ còn đẹp ha anh em. Con này qua hình rất là gấu anh em ha. Rất là to luôn ha anh em. Thì lôi đẹp đủ cái cân ha. Lôi đẹp đủ cái cân. Nó có một súp trong đây ha anh em ha. Đây là một lo. Cái này là một lo sprout nữa ha. Ở đây cũng vậy anh em ha. Một lo súp bên trong với một cái lo chung chung chép với một cái lo sprout, này là tiếng chép sáng anh em. Thì chức năng con này thì CD mình là không đọc anh em ha. CD mình không đọc. Còn MD mình đọc tốt anh em. Mình có nối cổng AUX, mình có cổng quang anh em ha. Audio anh có cổng quang anh luôn. Tuner gọi là FM con này là 108. Thì con này về thì hàng bãi về thì cái nút volume của mình nó hơi bị nhảy tưng tưng anh em. Nhảy tưng tưng tí, nhưng mà mình xài thì mình dặn hồi là nó ok đây ha. Dặn hồi nó ok ha. Râu nhảy tưng tưng anh em. Đây mình mua thì mình về mình vệ sinh hay là mình xài mình chú ý ha. Lâu cái mà dặn hồi thì nó bình thường à, lên xuống thì ok. Mà lâu lâu cái bỏ cái không dặn cái nó nhảy tưng 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 tưng, nó không tự động nhảy anh em, mình dặn nó mới nhảy ha. Ok, mình test chức năng cổng AUX cho anh em mình xem ha. Tắt sụp rau là cái lo này nó không hát anh em. Con này mà bắt hết công suất nó chắc cái phòng mà bán 35 mét vuông nên rung rung này phải không? Con này thì cái công suất của nó là tới 150W luôn ha anh em. Máy của mình á. Tình không tan trọn đời riêng mang. Sẽ hoa đưa em về ngang là đoạn sẽ tan tiền hồn anh xa. Ngục tối đau thương độc hành đêm trường địa khúc chỉ còn cô buồn nao đơn nao từng tiếng lòng người ơi trời đầy hai đứa ôm tay cũng biệt hai nơi lau mắt rồi thôi xin dám cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu. MD mình lên ha. Ok anh em ha. Cái nó đọc ha. Đó, ghê không? Nhắn là chạy vô. Rút vô. Nhắn là nó hot ra. Đây. Đóng lại. Thì con này FM108 anh em ha. Bên 108 nè.
Là DIN này là cổng quang ha anh em. Bộ này thì size rất là khủng anh em ha. 20, 40, 60, khoảng gần 80 ha anh em. Khoảng 70 mấy, 80, 70, 73, 74 ha. Em quay sao cho anh em mình xem luôn ha. Rất là bự này ha, nặng ha. Con này đóng vô chip là khoảng 35 kg nè. 35 kg là cái thước ha. Trọng lượng thật chắc khoảng cũng trên hai mấy. Đây nha em. Trăm volt, 150W ha. Model Gia Băng. Model là NH550 model. Cũng quen ha. Lo là cùng cùng hiệu đó. Cùng quê em anh em à, cái này sản xuất tại Thái Lan anh em ạ, mà em Thái Lan nhìn này cũng như siêu nhân anh em. Lo thì nó có hai ngõ vào anh em ha, ngõ vào ở trên là ngõ vào dưới là đánh sub ha, ngõ vào trên là đánh sub rao cái lo nhỏ ở trên với cái lo chung với lo chép nó nằm giữa ha. Ok, mình cảm ơn em xem video ha.